xuống được, lưng thả được, gập được, không lên được, không xuống được. Chỉ biết nguyên nhân. Tiết kiệm quá, hít lại, cắt cái mấy sợi nó cũng không làm sao đâu. Tháo cả công tắc hành trình này nhé. Bình thường có công tắc hành trình này, mạch vẫn đóng, không lên không xuống được, ngả gập thì vẫn ok, rút công tắc hành trình em. Mạch vẫn đóng, không lên không xuống được. Cái này chắc thay mạch mới nên. Bệnh này thay mạch mới nhanh. Rồi ta sẽ cho lên xuống một thủ công dùng điếu cầu 5A kéo ra. Xem đây là cái đen dây bách, dây bách rồi. Lưng của nó là úp với DN ấy, UP với DN ấy. Còn dây BUBD là đách, bách bách là dây lưng, motor lưng thì thôi khỏi để ý đi. Cái nó đang bị up với down. Là cái lên xuống lần cái theo cái dây up với down. Thử xem là nguyên nhân gì. Hai chân gần nhau nhất. Còn có điện nhảy lên nhỉ? Còn đấy, hoạt động đi luôn. Ngầm một đoạn nào đấy. Đây con tơ chập chờn lúc được lúc không. Tháo hẳn ra đi thôi, khỏi được rồi. Dây động cơ lại xuống. Đó là dây đứt ngầm nặng lắm. Chỉ có đứt ngầm không?
dày với tí không ạ? Cổ motor cầm dây lắc lắc liếc cầm dây lắc lắc em đứt rồi. Cầm đồng que đo đồng hồ đây đứt ở trong quay ở trong này đấy bây giờ được rồi bây giờ ngon ấn ấn mấy phát giờ lại ngon thả ra kích nó lên tí là đỡ khổ. Ngầm ghét thật đấy. Chưa gặp rồi. Hết sức bình tĩnh. Đấy. Ngon lành cành đào. Đéo biết nó đứt đoạn nào. Đấy. Bây giờ còn thử xem là nó có dùng mạch người không. Nhưng mà con này theo nguyên lý của nó là nó không dùng mạch người tại vì nó đang
dùng công tắc hành trình dùng kéo mạch lưới, dùng lưới lại phải lắp lưới lại, tháo lắp lưới. Chó này IC nó lại còn lưới vẫn nó ghét. Đếm đéo đếm sung nó đéo chạy. Để bây giờ đéo biết dây nào dây nâu như thế nào. Lắp vào ngược đảo đó. Lên xuống ngược cái đảo. Lên xuôi phát đầu tiên đi. Bằng dính đâu nhé. Hên xui. À, ảnh đi đâu này? À, thầy nó bảo lên thấy chưa máy không ạ? Đâu chưa? Đâu rồi. Trốn nhà theo dai rồi. Hên xui. À, xe mạnh nó không biết. Dây Trần Phú. Trần Phú Việt Nam. Cáp Trần Phú. Chưa. Rồi, lại. Xuống. Ok. Xuống được. Xuống được à? Lên nào. Ây, đéo có mạch ngửi nó đéo chạy rồi. Mạch gì? Ngửi ngửi. Ngửi. Để nó đếm sung ngược lại IC á. Cửa hó này. Thế làm lại lắp lại. Cửa hó này nó chạy. Đây à, cái này à. Ừ. Bột mùi luôn mà anh đi xem nó đứt ở đoạn nào. Chắc thế em đứt đâu nhỉ. Ồ không nó đứt ngầm, nó đã lúc đứt lúc không đứt nữa. Chín thế là ra được đây. Đi đâu mà giờ vậy ta? Dậy muộn cho con ăn rồi còn rửa bát giờ mới ra đi đâu? Liêm bật đèn kia lên anh soi con này. Đừng có bảo đi đâu rồi, vừa mua thịt để dặn người ta xay về làm bánh cho mẹ thôi. Không có lâu rồi đợi nhưng mà không lâu được bảo người ta gửi về. Ố con công tắc tư này cụt mẹ chân rồi phải không nhỉ? Được có năm rồi thôi. Chưa mua quay ra đến đây nhớ chưa mua đồ ăn sáng rồi quay lại. Nhìn như cụt, nhìn như cụt chân. Đây là nó có sợi dây mảnh như bóng dính ấy gì. Không đau mà cô
nó không đau. Đúng rồi, cô chỉ gắp cái răng thay cái răng mới. Nào, cô không đau răng mới cho con. Cái này để dùng để gắp ra mới gắp được. Rồi, đúng rồi, đau nó. Không, không, không được không lấy như thế. Nào, thả lỏng có thể bình tĩnh. Thả lỏng cái con. Ai là tính nhau, cô sẽ làm con. Anh nghĩ lên việc khác là anh nghĩ xem để có về mình mua xe màu gì. Cô sẽ làm nhá. Cô sẽ làm nhá. Cô sẽ làm nhá. Con thích màu hồng không? Cháu thích màu hồng đấy. Đấy, con đau thì màu hồng nhá. Nếu bạn mẹ cháu là bạn đang có cái xe màu hồng đấy. Bạn kia nhẹ nhàng 3 tuổi.